Em An xin chào anh chị đang xem kênh YouTube Nhà đất Bến Tre Giá Rẻ. Em rất vui khi được gặp lại anh chị trong video lần này. Hôm nay có mặt tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ngay khu hành chính của xã luôn anh chị, ngay khu hành chính của xã Thanh Tân luôn nha. Để gửi tới anh chị một miếng đất rất là đẹp luôn anh chị. Đây là sản phẩm của mình. Với tổng diện tích là 800m2. Chiều ngang là từ đây ha, mình ngang qua tới bên kia là gần 27m. Cánh bên đây sâu vào á là hơn 32, cánh bên kia sâu vào là hơn 34. Mặt bằng thì đã được bơm cát cao ráo nè, rất là đẹp anh chị ha, bằng mặt đường luôn. Đó, ranh giới rõ ràng, không có bị tranh chấp nha. Ở cuối đất thì mình có một cái mương nhỏ để mình thoát nước, mình xả thải á. Trên đất hiện tại là mình có đặt dừa nè, chuối nè, một căn nhà tiền chế, sẵn điện nước và hơn một chục gốc mít. Mít siêu sớm với mít ruột đỏ anh chị. À, về phần con đường đi á thì trên sổ hiển thị đường luôn anh chị ha. Đó, đường rất là rộng, xe 16 chỗ mình ra vào thoải mái, xe tải mình có thể chạy được luôn. Ra ngoài đó là khu hành chính của xã Thanh Tân nha. Khu hành chính của xã Thanh Tân. Đó, khu hành chính của xã Thanh Tân nha. Có đường lộ nhựa đi ngang qua là đường huyện Mỏ Cày 32. Chợ, trường học, ủy ban, rất là nhiều tiện ích luôn anh chị ha. Nếu mình vừa phải á thì mình trở về cầu Trường Thịnh nè, chợ Trường Thịnh nè, Phú Mỹ, trung tâm huyện Mỏ Cày Bắc, đi chợ Lách, Cảm Ơn, Vĩnh Long. Còn quẹo trái á thì mình ra vòng xoay Thanh Tân, quốc lộ 60, cầu Hàm Luông và vào trung tâm của thành phố Bến Tre. Đó, ngay dốc chân cầu Hàm Luông bên kia thành phố Bến Tre á là đường ra của cầu Rạch Miễu 2 nha. Đường ra của cầu Rạch Miễu 2. À, tuyệt vời anh chị ha. Rất là tuyệt vời luôn. Xã Thanh Tân á là xã nông thôn mới vừa được công nhận là khoảng vài tháng nay anh chị. Còn hướng này á thì mình thông ra ngoài mé sông, sông Hàm Luông á. Con đường này thì liên các ấp của xã Thanh Tân nha, thông rất là nhiều nơi nên cơ sở hạ tầng mình thấy nè. À, đường điện, nước máy, wifi đầy đủ hết. Đường này chuẩn bị mở rộng lên nữa anh chị. Được nâng cấp, được mở rộng lên nữa. Hiện tại là xe ô tô, xe tải mình có thể ra vào thoải mái nha. Đó, hai bên đường thì bà con làm hàng rào nè, đã chừa lộ giới hết rồi nha. Ở trước đất của mình á là nguyên một vườn dừa của hàng xóm nha, nguyên vườn dừa hàng xóm, đẹp quá anh chị ha. Hướng đất của mình là hướng đông nam nha, còn trụ ranh nè. À, bên này của hàng xóm, bên này của mình nè. Từ đây mình ngang qua bên kia là gần 27m á. Trên sổ hiển thị đường đi nha, hướng đất là hướng đông nam. Dạ, ngang qua tới đây nè chị là gần 27m ha. Cánh bên đây sâu vào là 34, hơn 34, cánh bên kia sâu vào là hơn 32. Bên đây nhà hàng xóm mình ha. Ngang ngoài đó là khu hành chính của xã Thanh Tân, ngay góc ngã tư đó anh chị ha, rất là sung túc luôn. Chợ nè, trường học, ủy ban, tiệm tạp hóa, quán cà phê, sân bóng đá, rồi tiệm vàng. Đó, rất là nhiều luôn anh chị, rất là nhiều luôn ha. Còn cơ sở hạ tầng đường điện nè. À, đường điện nè được đầu tư rất là bài bản nha anh chị. Thuộc xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Di chuyển vào trung tâm của thành phố Bến Tre là chỉ có vài phút mình đi xe thôi. Rồi, mời anh chị vào trong nha. Ở bên hông thì chủ đặt mít nè, mấy cái mít siêu sớm như mít ruột đỏ đó. À, được bơm cát cao đảo ngon lành anh chị ha. Có một căn nhà tiền chế, sẵn điện nước. Đây mấy cái chuối nha, chuối này chuối sáp nè. À, về gốc dừa. Nói chung đất đẹp lắm anh chị ơi. Dạ. Đây, mảnh đất ở phía sau đất của mình ha, sạch sẽ cao ráo. Còn cái mương này thì mình để thoát nước nè, mình xả thải nè. Quá đẹp. Hướng đất của mình là hướng đông nam nha, hướng đông nam. Trên sổ hiển thị đường đi luôn. Dạ rồi, bây giờ em sẽ lấy sổ cho anh chị mình coi nha. Ở đây thì quy hoạch khu dân cư nên anh chị mình yên tâm nha, mình có thể lên thổ cư được.
Giá lên thổ cư dao động là từ 300 đến 400 ngàn trên 1 mét. Cũng tương đối anh chị ha. Giờ đây là sổ mình nè anh chị. Địa chỉ là ấp Tân Đông 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Diện tích là 802,1 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng đến ngày 23 Thời hạn sử dụng đến ngày 28 tháng 3 năm 2067. Bên đây là sơ đồ nè. Hướng đất của mình là hướng đông nam nha. Trên sổ hiển thị đường đi luôn. Đó, rất là tuyệt vời ha. Chiều ngang là 26.89, sâu vào là hơn 32 và hơn 34 m ha. Hậu là 23. Giá đây anh chị mình sở hữu á là trọn thửa luôn anh chị, là 2.500.000 trên 1 m nha. 2.500.000 trên 1 m. 2.500.000 trên 1 m nha anh chị. Tức là 800 m² thì là 2 tỷ ha, 2 tỷ là hết đất luôn. Hiện tại là sổ sẵn nè, giấy tờ hợp lệ mua bán thương lượng trực tiếp với chủ ngay khu hành chính của xã Thanh Tân. Mà chỉ có 2 tỷ á. Về đây mình cất nhà vườn mình nghỉ dưỡng ha. À, rất là tuyệt vời luôn anh chị. Dạ thôi em cũng xin dừng video tại đây nha. Từ bến xe miền Tây mình chỉ di chuyển về đây á là tầm khoảng 81-82 cây số thôi. À, rất là gần, đường ô tô mình ra vào thoải mái. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe. Bye bye mọi người.